Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Hiện tại mình đang ở ấp Lương Trí, xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay theo anh Sang và anh Trường đến quay các anh cưa những cây xoài. Trước mắt mình là cây xoài cát Hòa Lộc đang ra hoa. Chủ nhà nhờ các anh cưa bỏ những cây xoài cát Hòa Lộc này để trồng sầu riêng và mận An Phước. Xin mời cả nhà cùng theo dõi. Anh Sang cũng đã buộc cái máy cưa sẵn rồi. Bên sau lưng mình là anh Trường cũng đang cưa những cây xoài Đài Loan. Những cây xoài Đài Loan cũng đang cho có trái rồi. Ah!
Đang cưa chắc hù hay gì mà giật mình lá châu. Đang cưa mà ra ông chủ nhà ra không hay. Sang tiếp tục một cây xoài cắt quả lọc nữa nha cả nhà. Này cái xoài này kế bên với cây sầu riêng. Bây giờ anh Sang bắt gắn. Gắn chính còn gắn 2 kg à. Cho xuống gạch cưa tiếp ha. Ah.
Tạm kết thúc video tại đây. Tạm biệt cả nhà nha. Cả nhà những video mới tiếp theo.